Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên khắp cả nước. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng hướng về đại hội với nhiều kỳ vọng. Tôi kính chúc đại hội Đảng thành công tốt đẹp và sau nữa cũng rất mong muốn rằng tất cả những vị lãnh đạo từ cấp địa phương đến cấp trung ương là thanh liêm, chí công vô tư như Đức, như Bác Hồ đã nói. Chính vì những yếu tố này sẽ làm Đảng lớn mạnh và đất nước sẽ càng ngày càng phát triển và lòng tin của công chúng, của dân chúng, của đồng bào luôn luôn ủng hộ Đảng và ủng hộ đất nước càng ngày càng thăng hoa. Chúng tôi là mong cho đại hội Đảng được thành công, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và đem lại dân đất nước được giàu mạnh và dân được bình an.